Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu bài số 26 Ngôi nhà của yêu thương, tuần 32, vở bài tập môn tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 93 nào. Mình sẽ đến cái phần viết này. Trả bài viết cái đoạn văn tưởng tượng. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có cái bài số 1. Đọc soát đoạn văn mà em đã viết này. Đấy. Như vậy đây thì cho các cái gợi ý này. Cách xưng hô và lời kể có phù hợp với vai của nhân vật mà chúng ta đã lựa chọn không? Đấy. Như vậy chắc chắn là gì? Có, đúng không nào? Nội dung tưởng tượng có kết nối với câu chuyện không? Quá kết nối luôn, đúng không nào? Rồi, và chúng ta có mắc lỗi dùng từ đặt câu hay là không? À, như vậy thì sẽ là gì? Không, đúng nào. Ok. Rồi. Sang bài 2 nào. Đọc hoặc là nghe cái bài làm của bạn và chúng ta ghi lại những cái điều mà chúng ta học tập. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ phải làm sao? Thực hiện ở đâu nhỉ? Thực hiện ở trên lớp nhé. Bởi vì sao? Chúng ta không có cái bài của bạn ở đây. Đấy, vậy thì trên lớp thì chúng ta sẽ mượn cái bài của bạn đọc hoặc là cô giáo sẽ cho một vài bạn đọc để chúng ta nghe, đúng không? Ok. Rồi, phần 3 này, viết lại một số cái câu văn cho hay hơn. Đấy, vậy thì cái phần này chúng ta cũng sao? Tự thực hiện thôi, đúng không? Ok. Rồi, mình đến cái phần nói và nghe nào. Chung tay để bảo vệ động vật này. Ok chưa nào? Người ta yêu cầu này, trình bày ý kiến của em về cái hoạt động bảo vệ động vật. Đó, như vậy tôi gợi ý ghi lại các ý chính mà chúng ta sẽ trình bày ở đâu? Trước lớp. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ ghi lại những cái gì? Ý chính mà mình sẽ trình bày ở đâu? Trước lớp. Đấy, chẳng hạn các em có thể tham khảo nhé. Đây là chúng ta là gì? Hoạt động bảo vệ động vật. Đúng không nào? Tức là mình sẽ gạch ra một số những cái ý mà mình sẽ là gì? Trình bày đấy các em. Đấy, chẳng hạn như chúng ta sẽ là gì? Nói không này. Nói không với cái việc mà chụp hình. Đúng không nào? Đấy, cùng cái động vật hoang dã nhé. Bởi vì sao? Động vật hoang dã thì nó chưa được thuần chủng nên là rất là hung hăng, đúng không nào? Nên là có thể là sẽ gây đến tính mạng, sức khỏe của mình. Ok. Và cái thứ hai á, mình sẽ là gì? Tuyên truyền, đúng không? Đấy, hoạt động là tuyên truyền về gì? Về cái nguy cơ. Đấy, nguy cơ mà tuyệt chủng của một số loại. Đấy, đúng chưa nhỉ? Một số loại động vật. Đấy, có khá nhiều những cái loại động vật người ta gọi là gì? Ở trong cái sách đỏ Việt Nam á, mà nó có thể nguy cơ là tuyệt chủng. Và cái thứ ba á, là mình sẽ có một cái biện pháp, đó là gì? Chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh. Đúng chưa nhỉ? Đấy, trồng nhiều cây xanh. Để làm gì? Để tạo cái môi trường. Trồng nhiều cây xanh để tạo môi trường cho động vật sinh sống. Ok. Đấy, như vậy thì đây sẽ là ba cái ý mà chúng ta sẽ trình bày ở đọc trước lớp. Được chưa? Các em có thể có thêm các ý khác chúng ta ghi vào đây. Sang phần số 2 là mình sẽ trao đổi góp ý. Như vậy thì chúng ta sẽ này, ghi lại điều em thích hoặc là muốn bổ sung trong cái bài trình bày của bạn. Đấy, tức là chúng ta sẽ nghe bạn của mình trình bày, sau đó mình sẽ bổ sung, được chưa nào? Vậy thì cái này chúng ta phải thực hiện ở đâu? Ở trên lớp rồi, đúng không? Rồi, và mình phải ghi lại ý kiến của thầy cô hoặc là bạn bè. Đấy, khi đến cái phiên mình trình bày á, thì chúng ta cũng lại này ghi những cái mà thầy cô hoặc bạn bè góp ý cho mình. Vậy thì hai cái hoạt động này đều thực hiện ở trên lớp nhé. Được không?
Được không nhỉ? Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến cái phần vận dụng này. Viết 2 đến 3 câu về hoạt động bảo vệ động vật mà em và cái người thân đã trao đổi. Đấy. Như vậy chúng ta có thể viết là 2 đến 3 câu thôi. Đấy thì mình có thể là gì? Trình bày với người thân của mình, cha mẹ, ông bà, anh chị hoặc là em. Đúng không nhỉ? Đấy, vậy thì chúng ta có thể viết là gì? Là một số những cái giải pháp để gì? Để bảo vệ, đúng không? Để bảo vệ động vật hiện nay là đấy, như vậy đây thì chúng ta sẽ cho nó dấu gì? Hai chấm, đúng không? Biện pháp đầu tiên đó, là mình sẽ là gì? Cần trồng nhiều cây xanh. Cần trồng nhiều cây xanh để làm gì? Để tạo cái môi trường sống, đúng không nào? Môi trường sống cho động vật. Đấy, chứ nếu mà chúng ta mà bảo vệ động vật mà không có cây xanh thì chắc chắn là gì? Nó sẽ rất là khó để sống. Rồi, thứ hai là gì? Chúng ta phải có cái biện pháp đó là nghiêm cấm việc là buôn bán này, săn bắn, đúng không? Săn bắt cái động vật hoang dã, đúng không? Đấy, được không nhỉ? Ok, đúng không? Rồi, và tiếp tục mình gì? Tích cực tuyên truyền về cái nguy cơ, đúng không? Nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật. Ok không? Rất là hay ho, đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta có hai câu ở đây. Rồi, sang phần tiếp theo nào. Tìm đọc sách báo viết về những công trình kiến trúc nổi tiếng ở trên thế giới. À, như vậy cái công trình này là cái công trình mà nổi tiếng ở trên thế giới. Thì chúng ta có rất là nhiều những cái công trình nổi tiếng ở trên thế giới. Sao mà không viết ở Việt Nam đi mà viết ở trên thế giới, đúng không nào? Đấy, chẳng hạn như mình sẽ thấy này, công trình của Trung Quốc đi, Vạn Lý Trường Thành nè, đúng không? Rồi vườn treo Babylon nè, rồi Kim Tự Tháp Ai Cập nè, đúng không? Rồi Tháp Eiffel nè, vân vân và mây mây. Rất rất là nhiều, đúng không? Các em có thể tìm được không nhỉ? Được, đúng không nào? Rồi, như vậy thì tên sách báo ở đây á, thì chúng ta có thể tìm. Có thể là báo giấy, có thể là báo mạng, đúng không? Đó. Rồi, chẳng hạn như chúng ta sẽ đọc ở trên cái báo mạng đi, đúng không nào? Đấy, tên cái báo ở đây thì chúng ta cũng có thể lấy những cái báo mà chính thống của Việt Nam ta nha các em. Đấy, chẳng hạn như thầy sẽ lấy ở đây là cái báo Thanh Niên. Được chưa? Đăng ngày. Đấy, mình thì có cái phần trích dẫn ra, đúng không? Đăng ngày 22 tháng 11 nha, năm 2023. Đấy, được chưa? Rất là rõ ràng nha, chúng ta nhớ là lấy cái báo chính thống nha, chúng lấy mấy cái báo lá cải, báo vỉa hè nha các em. Và cái công trình ở đây á, kiến trúc mà chúng ta được biết á, đấy là về cái Vạn Lý Trường Thành. Được chưa? Đấy, Vạn Lý Trường Thành là cái công trình. Đấy, đây là cái công trình kiến trúc huyền bí. Đấy, kiến trúc huyền bí và là biểu tượng lịch sử. Đấy, đây là biểu tượng của lịch sử này, văn hóa, sử nhé, lịch sử
đòi văn hóa đặc biệt của gì? Của Trung Quốc. Ok, như vậy Trung Quốc cũng có khá nhiều đúng không? Như mộ của Tần Thủy Hoàn cũng vậy. Ok, rồi với chiều dài. Với chiều dài là sao? Hàng nghìn km, đúng không? Chiều dài nó có thể dài là hàng nghìn km. Hàng nghìn km. Rồi. Và nó đã mở ra. Nó mở ra cái gì nhỉ? Nó đã mở ra một cái hành trình đầy thách thức. Hành trình là đầy thách thức. Và kỳ thú. Cho gì? Cho cái du khách đến tham quan chưa nhỉ? Đấy, thách thức là chúng ta nếu mà đi bộ thì chúng ta phải leo hàng nghìn km như vậy, đúng không? Ok. Đấy, như vậy thì đây là một cái mà thầy lấy cho chúng ta tham khảo nhé. Các em có thể lấy các cái công trình khác nhưng mà nhớ đây là gì? Thế giới nhỉ? Mình không lấy các công trình ở Việt Nam. Việt Nam ta có rất là nhiều công trình nhưng mà do yêu cầu của đề bài. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong tuần số 33.